Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ghép gấp con mèo bằng giấy như thế này nha các bạn. Đây, các bạn thấy con mèo nó có dễ thương không nào? Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn nha. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bút màu đen và một tờ giấy như thế này. Bề ngang là 8,6 cm, bề dọc là 21 cm nha các bạn. Bạn bắt đầu gấp cái góc này lại thành cái hình tam giác cho mình nha. Thành là tam giác nha. Đấy. Xong các bạn gấp ngược lại cho mình nha. Để cho nó được cái đường chéo và chính giữa đó các bạn. Cái đường gấp chính giữa của hình vuông đó. Rồi, các bạn chúc cái nắp gấp này cho kỹ nè. Xong các bạn gấp đôi cái hình vuông nhỏ này lại nè. Xong các bạn đẩy hai, các bạn lấy hai cái tay này các bạn đẩy lại. Đấy, như vậy là nó sẽ được một hình tam giác rồi. Các bạn nhớ theo dõi hết video để ủng hộ cho mình với nha các bạn. Đang như thế này này các bạn. Đấy. Xong các bạn lật lật lại phía này. Các bạn gấp đôi lại cho mình nha. Chứ không là nó bị xém như vậy nè. Mình gấp lại. Xong các bạn mở ra này. Các bạn gấp một nửa hình bên đi lại cho mình này, gấp đôi lại. Nửa bên đây các bạn gấp đôi lại nha. Xong các bạn mở ra, mở cái hình này lại, các bạn đẩy lên. Từ đây này các bạn gấp lại cho nó vuông góc. Đây này các bạn, cái góc này các bạn gấp sao cho nó vuông góc với cái đường chính giữa của mình nha. Các bạn gấp vuông góc xuống này. Còn có phía dưới này, các bạn gấp đầu lên gấp lại cho mình như cái nếp gấp lúc nãy đó các bạn. Đấy, như thế này nè các bạn. Đây này các bạn cũng gấp như vậy. Sau khi làm xong như vậy là mình sẽ có được cái hình như thế này nè các bạn. Đấy. Đây. Sau đó từ cái góc này nè các bạn. Các bạn bẻ qua cho mình nha. Mình xin lỗi. Phía trước này nè các bạn lật lại giùm cho mình nha. Lật lại. Xong các bạn gấp cái hình tam giác này lại cái hình tam giác nhỏ cho này nè, các bạn gấp đâu lại giùm mình nha. Sau đó các bạn gập lại xuống này. Đấy. Xong từ đây này các bạn bẻ qua phía bên này cho mình, phía bên phía đối diện rồi. Đấy, các bạn bẻ qua. Như thế này này các bạn. Đấy, qua lên cái đường chính giữa nha các bạn nha. Bên này các bạn cũng lật qua cho mình. Còn cái khoảng cách mà cái đường nếp gấp này, mũi nhọn bên này đó, là các bạn canh từ cái cổ này xuống đai này là 6 cm nha các bạn. Đây, các bạn gấp đi 6 cm nha. Xong chúng ta làm phần cái tay của mèo. Cái góc này các bạn gấp xuống cho mình này. Trùng cái nếp gấp là trùng với cái đường chính giữa nha các bạn.
Bên này mình cũng gấp như vậy nè. Sau đó mình lật lên lại, mình lật lên để mình làm cái tai đó các bạn, cái lỗ tai cho mèo đấy, như vậy, như thế này các bạn. Bên này các bạn cũng gấp lại như vậy cho mình nha. Các bạn canh hai cái lỗ tai cho nó đều nhau nha các bạn. Xong cái phần gấp nhọn này nè các bạn, các bạn gấp xuống lại cho mình, sao mà cho cái cạnh của nó là vừa chạm vào cái lỗ tai là được nha các bạn nha. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong cái phần đầu của con mèo rồi. Bây giờ chúng ta đi làm cái phần đuôi nha. Từ đây cái mũi nhọn này này các bạn gấp cái giấy này lên nha, gấp cái phần này lên. Đấy, các bạn gấp đầu lại. Chúng ta sẽ có một cái đường ở dưới này. Các bạn bẻ cái cạnh này xuống cho nó vuông góc với cái đường chúng ta vừa gấp. Bên này các bạn gấp ngược lại. Đấy. Xong các bạn lật lại bên này. Các bạn gấp cái hình này lại nha. Nó có giáo sẵn rồi cho nên các bạn chỉ cần gấp lại như vậy là nó được rồi. Đấy, các bạn gấp xuống. Như vậy này các bạn. Xong các bạn bẻ cái đuôi này qua phía bên phải nha. Đấy. Các bạn gấp đầu cái đuôi lại. Đấy, các bạn gấp đầu cái đuôi lại. Xong các bạn quay cái hướng cái mặt nó vô trong người các bạn này. Các bạn bẻ cái đuôi này lên phía đây. Đấy, bạn gấp xéo như vậy nha các bạn. Sau đó các bạn lại gấp cái đuôi nó quay trở ngược lại ra phía trước nha. Đấy. Còn cái cạnh chỗ này nè các bạn, cái cạnh này các bạn gấp vô cho mình, gấp vô tam cho mình nha. Bên này các bạn cũng gấp vô. Vậy này các bạn. Đấy. Xong chúng ta đi vẽ mắt cho mèo nha. Như vậy là mình đã vừa hoàn thành xong cách gấp con mèo bằng giấy. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, share và subscribe nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.